Thời sang trong đó là có ở trong chùa để rồi sau đó cái ngày thiền sư Nam Nhạc nó mới đi đến để mà ý kiến Huệ Năng nhân danh thì cái đó thì sau giờ mình rút ra. Bữa nay thì chúng ta học cái bài từ là Đạo Tình. Đạo Tình là cái tình đạo, còn đời tình nó thì cái tình đời, cái đạo tình là cái tình đạo. Nhớ có hai cái câu mà hôm trước tôi nói chuyện mà nó dở dang mà giữa đường tôi quên đó. Thì hai cái câu đó như thế này: đạo niệm nhược đồng tình niệm. Ví dụ để nhớ cái câu là đạo niệm nhược đồng tình niệm, đạo niệm nhược đồng tình niệm. Thành Phật giả đa thời, giả dê đê chỗ ngã. Đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Đạo niệm nhược đồng, đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Dưới câu thứ hai là công tâm nhược tỷ tư tâm, công tâm nhược tỷ tư tâm. Hà sự bất biện, thế nghĩa là cần cái dịch hà sự bất biện rồi chưa? Cái nghĩa đó là quan niệm về đạo á, mà nó giống như quan niệm về tình á, thì thành Phật giả đa thời thì dễ dàng thành Phật. Thật sự ra thì chúng ta bị thờ ơ đến đây là dữ lắm. Nhiều khi quan niệm về tình đó, chúng ta tình đời nặng hơn tình đạo. Vậy cho nên vậy mà tổ sư nói là nếu mà mình quan niệm về cái đạo á, nó mạnh, nó nặng ngang bằng cái quan niệm về tình thì thành Phật không có khó. Cuộc đời chúng ta thấy như giờ cha mẹ mình sinh ra nội và 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, rồi 3 năm bồng bẩm dạy dỗ nên người, công lao nó như trời biển vậy, phải không? Thật sự nếu xét lại là không biết bao nhiêu mà nội, chỗ ước mẹ nằm chỗ ráo con nằm. Nhưng mà có nhiều khi á, mình lớn lên gặp một người nào đó mình kết nghĩa mẹ nuôi,
Bà mẹ nuôi đó chỉ cho mình vài chút tình thương nào đó thôi. Nhưng vậy mà có khi mình nghĩ nó quý giá, mình quên cả cái công của người mẹ ruột. Ra đường gặp người bạn nào tốt giúp đỡ mình gì đó, cái tự nhiên mình là tôi mang ơn như trời biển. Nhưng mà thật sự ra đó, cái ơn trời biển chỉ có ơn cha mẹ. Cao tới thứ hai là ơn thầy tổ. Thật sự thật chất, ví dụ như bây giờ chúng ta có được cơm ăn áo mặc, chúng ta nên dốc nên hình, chúng ta tu tập là nhờ công ơn thầy tổ. Cái bước ban đầu, nếu bước ban đầu mà thầy tổ không cho mình xuất gia, không cho mình cạo đầu, không cho mình thọ giới, thì hỏi làm sao mình có được tới ngày hôm nay. Nhưng mà ngược lại á, mình lớn lên rồi á, mình gặp một vị nào đó có chức có quyền, có bề có thế, mình theo, cái là mình xem thường thầy tổ. Thật sự những người đó là cái anh em nhìn kỹ cái cuộc đời họ cuối cùng rồi cũng chẳng đâu ra đâu. Cho nên tại sao mà chưa tiền bối thường hả thầy sư phụ, mà mắc cái nhắc cái câu là giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Ân giáo dưỡng nó quan trọng. Rồi khi mình đi tu rồi á, thì mình mới tại sao có nhiều khi ơn thầy vậy? Nó cao cả hơn ơn cha mẹ là sao? Tại vì mình đi tu rồi mình chọn con đường xuất thế. Cha mẹ giàu có thương con cỡ nào đi nữa, nhưng mà muốn con mình phải phải có giai có vế với cuộc đời, phải có vợ có con có gia đình để tiếp nối sự nghiệp. Có nghĩa giàu thương con cỡ nào đi chăng nữa cũng là đưa con mình đi vào con đường sanh tử, con đường đấu tranh, con đường hơn thua. Còn ngược lại á, thầy tổ mình có thầy tổ nào dạy cho mình con đường hơn thua đâu, cho mình được xuất gia rồi, tại vì mình làm không tròn cái thầy tổ mình đâu có bắt mình không làm. Cái chuyện tu tập là mình tu, mình đền, mình chứng, mình đắc. Với chuyện ăn, ai ăn lấy no. Có nhiều người không biết cứ trách thầy, trách tổ, ví dụ vậy á. Mình dở chứ. Chưa thấy cái xã hội nào như xã hội ngày nay, mình càng nói ra nó càng đau lòng. Cái thằng mà trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bến Tre bây giờ á, tại vì nó nhỏ hơn tôi mà giờ nó cũng lên hòa thượng luận tọa. Nói với thầy tổ nó kêu mày tao không mày. Hồi đó xuất gia rồi hai thầy trò luyến ái với nhau, rồi hòa thượng nhận định á, lúc đó còn hòa thượng là lớn, lúc đó là hòa thượng là gọi là lúc đó chưa là trưởng ban trị sự huyện mà còn gọi là chánh đại diện huyện. Hòa thượng nó nghe người ta đồn vậy, cho nên hai thầy trò mà tối mà ngủ chung nhau chung đơn, lúc đó còn chấp lắm nghe, chấp là không có ngủ chung đơn, loạn đơn đó. Nên là quyết định hòa thượng ra qua bắt bắt đi, phải chú này phải đi học, đi học. Rồi đi học thôi, đi rồi khóc bù lu liếng, khóc bù lu bù lo, tôi nhớ mặt cười. Sài Gòn học, học được ba cái chữ nghĩa, nương được mấy thầy lớn chút, cái bây giờ cuối cùng có cấp bằng địa vị về khinh thường thầy tổ. Các cái chùa coi như là vĩ đại lắm, rồi cũng lời lẽ rồi cũng móc ngoặt hay lắm, mới được một bà nào đó già coi như không chồng con, mới cúng cho một cái nhà ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, ngay cái thành phố mà tôi nói đây là tôi hài cái lỗi, được bao nhiêu là tiền tỷ. Bắt đầu tiền rừng bạc biển, mua danh bán chức, mà đời nó ngộ lắm, mà nó có tiền cái là có chức à, rồi có tiền cái là người ta kéo mình vô cái ngồi cái chức à. Tới khánh thành cái chùa, ba đứa thầy nói ông phải mời thầy, ông vô gì cũng sư phụ không,
Mời sao không đi? Trả lời mời sao không đi? Nhưng bây giờ trưởng ban hoàng pháp, tôi mới nhìn, tôi nói thiệt, tôi đau, nhiều khi tôi đau đến phe nó được gọi là ngu mã tầm mã, gọi là nồi nào dung đó, rau nào sâu đó, nó kéo vô làm việc. Một người không có đạo đức, xem thường thầy tổ, dầu thầy cái gì đi chăng nữa, mình đã chấp nhận, mình chui đầu vô, mình xuất gia, có nghĩa là mình đã cộng nghiệp rồi. Vậy đó mà giờ trưởng ban pháp thì dạy được ai? Thế giờ các anh, các quân đề nghĩ dạy được ai? Đây là những cái hoàn cảnh tôi chứng kiến lịch sử trong cuộc đời của tôi đó. Cho nên tôi thấy là tôi ngán ngẩm là mấy cái thứ này mà đụng tới đó là nó vung tiền ra, nó vung tiền ra để cho người ta cả chửi lên mình chứ không vừa đâu. Nhưng mà để tôi nói tên ai, tự hiểu. Cho nên những cái gì tôi nói không phải là tôi hài tội người ta, mà để cho các anh em biết vậy đó. Rồi để thử coi mấy cái thứ này nó dạy được ai, và nó nên dốc trên hình được cái gì, rồi đệ tử của nó sau này đối xử với nó ra sao. Các quân đệ theo, cho nên đó tôi nói cái đời đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình hơn thầy mình. Rồi khi đi lên Sài Gòn học, tách được hai thầy trò ra rồi bắt đầu á, nó còn hơn nữa. Bây giờ nó còn hơn thầy nữa. Thầy nói ngày xưa dưới quê tại tội nghiệp quê mùa lam lũ dốt nát, cho nên mới có cái kẻ hở để cho ta biết vậy. Còn bây giờ nó khéo lắm. Hồi xưa tại kẻ hở là tại hồi đó ngủ dách lá chồi tranh, cho nên ta mới nhìn vô ta mới thấy thầy trò ôm nhau ngủ. Còn bây giờ ở nhà tường biệt thự, đi xe hơi, đi đâu thì thôi, nó một đàn cung phiên mỹ nữ, nó kẹo kẹo bởi cái thứ nào ra thứ đó à, giống nào ra giống đó à, chứ nó đâu có hơn được. Tôi nói thành thật à, đã bởi cho nên tại sao khi nó đã vào, nó có cái bệnh đó, nó mới vào gặp ông thầy đó, mới đồng lòng để vậy. Thì bây giờ vậy mà nó cứ nói thầy thế này thầy thế kia, không đáng làm thầy này kia nọ, rồi mình xét lại mình á. Cho nên tôi nói các huynh đệ sống cuộc đời này, cái dòng nhân quả nó không có tha thứ một ai đó. Mà cái nhân quả mà càng lâu trả nó càng giống như nợ mà mình vay nhiều vay lâu, nó lời nặng, nó lãi nặng rồi. Thế là tôi nhắc nhở các vị, đây là cái điều mà tôi đau xót mấy mươi năm. Hơn 30 năm tôi ở trong đạo, trong chùa rồi tôi chứng kiến đủ hết. Mà rồi sau 30 năm tôi thấy mặt trâu, mặt ngựa, mặt dày, mày dạng nó lên, nó làm chức này, chức kia, chức nọ, tại sao tôi không chửi? Tại vì không xứng đáng mà lên lãnh đạo thì hỏi Phật giáo còn cái gì? Rồi hồi nào đó Phật giáo chửi ông Thái Trúc Minh, chửi đủ thứ, báo chí giờ thấy ngày hôm kia hôm kìa gì, lễ Phật đản ở chùa Ba Vàng, Bốn Vàng gì đó, cái rồi nước này nước kia qua công nhận di tích gì đó, cái rồi Hòa Thượng Chủ tịch lên kính thưa Hòa Thượng Thái Trúc Minh, mà Thái Trúc Minh nó đi bộ đội vậy nó mới đi tu. Nếu nói về hàng gia giới nó cỡ đệ tử tôi nữa. Mà giờ cái tự nhiên cái gì, bởi vì cái chùa giờ nó là các cái giảng đường là kỷ lục thế giới, chưa có một cái hội trường nào có giảng đường nào mà chứa sức chứa 13.000 người. Cho nên buộc lòng UNESCO nó qua nó công nhận là kỷ lục thế giới. Rồi cái rồi á, chức vị mới để đến cái giờ cho lên Hòa Thượng luôn, mà không biết cho lên nào, biết mà thấy Hòa Thượng Chủ tịch kính thưa Hòa Thượng Thái Trúc Minh chính trên mạng có rõ ràng, thì cứ đưa lên luôn nghe. Cho nên tôi thấy cuộc đời ấy, nhiều khi nó vậy, rồi hỏi sao mà nó còn cái thể thống, nó không trung tôn cái tật tự, nó để sự đồng tiền nắm quyền quyết định danh vọng, vậy thì làm sao mà cái đạo Phật nó truyền bá luôn được. Mà mình càng nói thì mình càng cô đơn, càng cô lập, thì nó đánh cho mình coi như là không còn đường sống. Không, cho nên ý của tôi muốn nói với anh em vậy đó. Các vị huynh đệ ở với tôi đã thấy tôi như thế nào,
Tôi là giản dị, là bình dân, là ra một cuộc đời tôi không nghĩ gì mình là một cái chức vụ thượng tọa hay là gì hết. Mà tôi nằm lệ cái đất mà ngủ khò. Cảm thấy tôi vậy mà tôi an, là ai khi dễ tôi mặt tình, cho thành ra tôi nói thành thật. Còn địa vị quyền tử rồi mấy thứ đó là cái thứ giấy chủ đích của người trí thức. Thành ra bây giờ mỗi năm đọc cái bài đạo tình để nói cái gì? Để nói là cái tình đạo. Mà tình đạo nó, nếu mình quan niệm về tình đạo mà đã ngang với tình đời thì thành Phật. Trở lại vấn đề mà bây giờ mình tình đời, bây giờ thí dụ như mình yêu ai hay mình quý ai đó mà không được ý, mình đau khổ, thì tại sao mình không lấy cái đạo mà mình tu hành không được đắc đạo, không đúng theo lời Phật dạy, mình đau khổ đi. Nếu như cảm thấy một ngày nào đó mình ngồi mình suy nghĩ lại, tại sao những lời Đức Thế Tôn dạy, những lời Chư Tổ dạy mà mình không cố gắng nhớ để thực hành được, mình đau khổ, mình rơi lệ, mình khóc đó, thì cái đó mới là nó quan trọng. Còn đằng này cái người mà mình thương, người mình vừa ý, người mình mến tay mến chân mà không vừa ý cái mình khóc mình thương, tôi nhờ vậy nè mà tôi mới buông hết, buông tạm thời, gọi là tôi buông đệ đồ tôn đệ tử. Tôi nói cho mấy ông đệ biết, chứ xưa vậy đó, đệ tử nào nói nó không nghe, cái thấy tội nghiệp, thấy thương, thấy có nhiều khi tức mà khóc nữa. Nhưng mà không, giờ này tôi hiểu rồi, thằng nào tu lấy no, thằng nào ăn lấy đắt. Mình hết lòng mình làm mọi việc, làm cho tròn cái trách nhiệm bổn phận mình rồi thôi, rồi tự nó vươn lên, chứ không có bắt mới gì mà mình phải thương phải khóc. Bởi vì con không có con thơ nào bồng hoài suốt cuộc đời được. Cho nên tôi nói tại sao có những người đệ tử theo thể tôi ôm ấp trong lòng, mà tại tôi giận tới mức độ vậy đó là tại vì tôi hết cách rồi. À, cho nên thì bây giờ cái trách nhiệm của mình làm đúng trách nhiệm bổn phận rồi thôi, mình đã tự giải thoát cho mình. Tại vì tôi mục đích của mình là giải thoát. Cho nên tôi nói các vấn đề để ý nghe. Tại sao mà các vị mà có nhiều khi ví dụ không tụng kinh tôi không có rầy, nhưng mà đừng bỏ nhiều, đừng bỏ quá thôi chứ. Cái người nào mà càng tụng kinh nhiều á là càng mê muội. Mà cái người mà hiểu được lời Phật dạy phải đọc, phải tư duy, văn tư tu. Cho nên tôi thấy mọi người nào mà tới giờ cho nên gõ khen lại Phật cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, cuối cùng cuộc đời tu bậy không. Chi bằng người ta lấy một câu nào đó để trong cái túi mình tư duy trong một ngày. Thành ra tôi nói các nhất là mấy vấn đề gần tôi đó, người nào mà ngày đó mà có nghĩ tới lời Phật dạy, tôi nhìn thấy tướng tôi biết liền. Còn mấy bữa nay dù chung tính là lo đặt nặng về xe cộ, về tiền bạc, về làm vô mánh, cái cũng bắt đầu tham làm, nhìn thấy tướng biết liền. Bữa nào đi làm về mà thấy mệt mỏi vậy là tôi biết ngày đó làm được hay không làm được. Ngày nào mà làm được, được nhiều tiền là bắt đầu có khi quên tu. Nhớ một điều, mình hòa hợp chứ không hòa tan. Mình đã chọn con đường của mình là xuất trần thượng sĩ, thì tổ sư đã dạy là nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, ôn tầm bố diệp tinh xu nghĩa lý, truyền xướng khu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chứ không phải mình cái hình tướng. Cho nên khi mà tôi đụng chuyện, mà tôi nói chuyện với ông thầy mà ở Bắc Cali á, thì có thầy chùa nó trụ trì cái chùa Ba La Mật. Thì tôi biết Ba La Mật trụ trì đâu có vô, nó thấy tôi là nó comment cho tôi để nguyên, tôi không xóa, nói ít thôi. Lưng ai cũng có thẹo, thì tôi mới tìm thử. Nước Mỹ này nó có hai chùa, một chùa là Ba La Mật Đa, một chùa là Ba La Mật. Chùa Ba La Mật Đa thì nó tại tại toát tên của Cali,
chùa Ba La Mật thì ở đâu, Châu Chà hay là Florida gì đó. Cho nên thiền nó cùng dân Huế với nhau mà. Cho nên nó binh nhau. Tôi nói cái đám thì chùa binh nhau là dĩ nhiên cái sự hòa hợp, cái sự kính quý thương trọng để mà giữ gìn cái giới thể, giới hạnh, giới luật đều bên nhau quý lắm. Này không ai nói gì. Còn bên nhau mà che đậy những cái điều tội lỗi, mà nhất là giới Ba La Di, mà bên nhau thì thằng nào cũng như thằng này. Tôi nghĩ là thằng này nó cũng không vừa đâu. Nó cũng là dân Huế với nhau, nó cũng là dân mà coi như là đầu trộm đua cướp, đá cá lăn dưa, bội cha phản chú, bội chủ phản thầy. Chứ không phải mà đặt cái tên chùa Ba La Mật, cái Ba La Mật cái nghe đến bờ kia rồi sao còn đi vô comment, còn đáo đầu nó lại làm chi vậy? Mà nhớ là đáo đầu Hoàng Tân Khổ hả? Bông ba nó xiết kiếp bông ba. Cho nên đó, thằng chùa nào mà comment vô mấy cái bài giảng tu thì phải dồn trước dồn sau. Tôi nói tôi tuyên bố đủ tài, đủ sức, đủ lý luận, đủ nghị lực và đấu với tôi. Chứ còn tôi nói thật là bao nhiêu năm trời nó hạ thủ cho bằng được, triệt cho tôi chết mà tôi không chết. Mà ngày nay mà còn mấy thằng mà lóc cóc lung côm mà ra mà đối đầu với tôi, lấy cái lý luận chủ đích mà đi đối đầu với tôi về đạo lý thì coi chừng. Nó vừa thôi, nó ít thôi. Nói lưng ai cũng theo, đành rằng lưng ai cũng có theo, nhưng mà nhà ngươi đi sau người ta, nhà ngươi mới thấy lưng người ta có theo. Tôi vì Phật Pháp tôi nói chứ tôi không vì cá nhân. Tôi thề với lương tâm lương tri tôi từ xưa cho tới nay, tôi nói những người tu hành sai trái chứ tôi không đụng tới tập thể tăng già. Tăng già là hòa hợp chúng, là hiền thánh tăng, là bồ tát chúng. Làm sao mà tôi dám ba đầu sáu tay một sừng một nanh cũng không dám đụng với cái chữ tăng già. Đụng là đụng tới những cái những vị mà tu sĩ mà gọi là ẩn dương lương Phật, là chó mà vờn theo đích sư tử thôi, chứ còn tôi không đụng với tăng già. Thành ra đừng có mà gọi là có tặc rồi giật mình rồi đi vô comment. Tôi nói tôi không giết người với ngựa, nhưng mà công chuyện nó quá trớn rồi thì tôi phải lên tiếng để cho Phật tử họ hiểu ra. Họ hiểu ra, thấy không? Bây giờ công chuyện cất chùa cho giữ, cất chùa cho cố. Ví dụ như có những ngôi chùa đó, cất chùa xong dán Phật 700-800, 1.000, 2.000 tượng Phật, mà tăng thì không có ai ở chung được hết trơn. Thì các chùa làm cái gì? Thành ra bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy nữa. Nếu mình ngon, mình anh hùng á, mình không cần chùa, cần cái hum vậy thôi. Mà tăng chúng hòa hợp, trên thượng dưới hòa, dìu dắt nhau mà tu, như vậy nó mới quý giá vô cùng. Còn chùa to Phật bự mà ở trong đó gian dâm, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, trai trên gái dưới, thì tôi hỏi chùa đó là cái chùa hay là cái địa ngục Ba Tì? Thành ra cái chữ này, cái chữ đạo tình này nó nhiều cái để rồi mình đem ra mình bàn luận, mình thấm thía lắm. Cho nên tổ nói sao? Trụ trì ở trên, ở ngôi trên thì nên đem lòng khiêm cung để tiếp người dưới. Những người chức sự ở dưới thì phải tận tình để phụng sự người trên. Trên dưới đã hòa thì đạo trụ trì mới thông suốt. Câu nghe rất là dễ hiểu không? Trụ trì là ở ngôi trên thì nên đem lòng khiêm cung để tiếp người dưới. Cái người đời á, nó có danh vọng thì nó ngên cái mặt nó lên dên dên để cho nó phun nước bọt văng vào. Còn người tu á, càng có cái địa vị tu hành, càng có cái chức việc thì càng khiêm hạ. Cho nên ông nhớ rằng trong luật á,
Tại sao mà cái người làm cực thấy mờ mà phải đi lên sám hối với chúng? Nghe không? Trong cái luật mà từ tư á, theo lẽ cái người nấu ăn cực khổ thì chúng phải sám hối với họ, vì chúng tôi tu hành mà để cho các vị cực khổ, còn ngược lại đã cực khổ rồi mà còn phải lên sám hối. Trong cái thời gian qua đó, chúng con một lòng cung kính, được tạo cái phước lành, được nấu ăn cho đại chúng, được dọn nhà cầu cho đại chúng, mà nếu lỡ có gì sơ sót cho chúng con sám hối. Cái đạo hay không? Cái đạo Phật mình hay chỗ đó, đi ngược vậy đó. Vậy mới gọi là nghịch lưu sinh tử. Chỉ như tụng giới vậy, cái người tụng giới mệt thấy mộ nội rồi mà còn tụng xong rồi phải lên lại nữa. Thưa bạch đại chúng, vì ba nghiệp con biến nhát chưa thanh tịnh cho nên đọc lời văn nó không suông, khó nghe, để đại chúng ngồi lâu mệt mỏi cho nên con xin lòng thành sám hối. Phải lại ba lại nữa, tụng mệt thấy mồ rồi phải lại ba lại nữa, thấy không? Những cái đó mình đưa vào cái ý thức của mình để mình tư duy. Đọc kinh là vậy đó. Tại sao đạo Phật kỳ cục vậy? Cái gì mà làm mệt thấy mẹ rồi mà còn phải đi lên sám hối, nấu ăn mồ hôi mồ kê lọ lem. Hồi đó hồi đúng cái luật ấy, là mấy cái ngày mà hạ đó, trời ở mặt mày với cả quê là nấu củi lửa lọ lem rồi, mà tới giờ người ta ăn phải lên lại nữa. Nấu cho người ta ăn mà tới giờ người ta ăn phải lên lại nữa. Ông nghĩ cái đạo Phật kỳ kỳ vậy. Nhưng mình đã hết sức là cao thượng, hết sức là có ý nghĩa để cho phước đức, công đức nó trọn vẹn. Hay chỗ đó, mà nếu chúng ta vậy thì chúng ta theo đạo Phật tụng kinh rớt rớt, mà mấy cái đó chúng ta không để ý, không biết thì tụng kinh làm cái gì? Phật nói tao nói kinh ra để cho tụi bay tu, mà tụi bay không tu mà tụi bay bắt tao ngồi nghe. Tao ngồi tao nghe chứ tao sống bằng thè luôn à. Cái lời của Hòa Thượng Thầu Thông viết cái bài đó, tao nói kinh để cho mày nghe, mà mày bắt tao nghe ngược nó lại để cho tao sống bằng thè. Cho nên là như vậy, tôi nói là mấy huynh đệ bây giờ muốn tu, bây giờ lỡ rồi, chúng ta lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề câu dân giả, mà lỡ đàn công khanh rồi, thì bây giờ mình phải quyết định nè. Một ngày mình lấy một đoạn thôi, mình phải sáng suốt được một đoạn kinh đó. Bây giờ sáng nào mấy huynh đệ đi làm cũng ráng lấy một đoạn nào đó, rồi để trong túi của mình đó, rồi mình hồi mình thời gian mình rảnh mình lấy ra mình đọc một cái, mình tư duy. Nó còn quý giá gấp trăm lần ngồi tụng kinh mà không hiểu lý kinh. Cứ chịu khó như vậy đi, rồi thử mình một ngày nào đó mình bừng tỏ ngộ. Bừng tỏ ngộ. Chứ cả đời tôi mình mà không ngộ được một câu kinh, không ngộ được một lý kinh, là cả đời chúng ta là không làm được cái gì vô ích uổng công lắm. Thà để tóc ra đời có vợ chơi cho nó sướng, ra đời uống bia uống rượu thuốc cho nó sướng. Đừng, tôi nói thành thật là tôi nhiều khi tôi cũng nói bản thân tôi nữa nè. Nếu tôi không hiểu được cái lý kinh á, là tôi không bao giờ tôi mặc cái áo này, tôi ngồi trong cái tôi mượn cái danh đạo đó. Ra đời chơi cho nó sướng, cái mắt mệt ngồi ở trong này, giới luật cái gì cũng giới luật. Ra đời chơi cho nó sướng chứ, có vợ có con bồng với người ta chứ. Còn nếu mà lỡ ăn chơi xa độ cũng chẳng sao. Mình nhiều lần đã đi trong con đường sanh tử rồi, thêm một đời hai đời cho nó ngao ngán, cho nó đã đi rồi rõ đạt, nó đã đi rồi lên tu không sao hết. Cái đó thành thật là mình đã vô lượng kiếp tử sanh rồi, thì giờ thêm tử sanh chẳng có cái gì phải sợ. Học đạo là học vậy đó, dám học vậy, dám nói vậy đó, mới là học cái đạo thật của đạo Phật. Đừng có biệt thiên hạ mà đi nói những cái đạo lý mà rẻ tiền, nói đạo lý vũ khí. Thế bây giờ tôi nói thật, mà mấy anh em mà chịu vậy là chấp nhận theo tôi vậy đó, tôi nói thành thật là mấy anh em tự có an lạc.
Tự có an lạc, tôi không an lạc là tôi uổng lắm, uổng kiếp. Đó là những cái điều mà khó ai nói, tôi nói thành thật khó ai nói. Tôi dám tự hào, cỡ ngang như tôi vậy thì thằng nào dám nói không? Tôi nói thẳng mà. Mà thằng này dám nói từ 10 năm trở lại đây chứ không phải bây giờ mới nói. Nói mà nó quýnh te tôi, nó quýnh dập dồn, nó quýnh không đường sống. Nói thằng này không chết. Vì không chết đó mà càng ngày càng an lạc, càng thánh hơn, tự tại, hồn nhiên, Phật tử thương. Phật tử thương, thậm chí đó tội nghiệp. Thì qua tôi khoe đi cái bà mà hổng qua đây đó, từ cái nhà đó. Phải không? Tôi chửi khóc rồi thương, bỏ đâu có được. Mình tôi phải dậy đó, chứ không có chiều. Nhưng mà tại vì mình có cái lòng thật sự, mình không có lợi dụng người ta, mình không có buông bỏ người ta, mình không lợi dụng, không thủ mà cũng không xả. Cái gầm thầy chùa ở gần đây nè, tín đồ người ta thì nó đi nó dụ khỉ về chùa nó để cho cúng dường cho nó ăn, để cho nó dinh thân phì da quần là áo lụa, thấy ra mặt đi mặt thì quần là áo lụa trắng bóc à, chứ không phải như tôi mà mặc nó thiệt. Cái đồ bây giờ đồ tôi là coi như tôi có nhiều thứ đồ gọi là nó rách tả tơi, mà tôi thấy vậy mà tôi hạnh phúc. Còn Phật tử mà nào tới chùa đó rồi á, nó rào, nó cuột, gặp mấy cái đám Phật tử nó ngu, nó nghe lời đâu dám đi chùa khác. Thành ra cả đời thầy ngu, thầy ngục, trò ngục. Phật tử nào mà đi một chùa là ngục hết. Phật tử nào mà theo một pháp môn là ngục hết. Vô lượng pháp môn tu, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Mà tại sao mà cứ bảo thủ Phật tử? Thành ra thấy thằng thầy chùa nào mà tu hành mà Phật đã bảo thủ Phật tử là cái thằng đó nó tệ lậu hơn ngoài đời. Nó tệ lậu hơn mấy con mẹ hàng tôm hàng cá. Hàng tôm hàng cá vậy chứ có khi nó còn biết yêu thương nhau, biết san sẻ nhau. Rồi cá chị ương chị đưa tôi bán trước giùm cho. Thầy chùa mà phải không, nó rùa Phật tử, nó không cho Phật tử đi học đạo. Thứ thầy chùa ngục như vậy, đội quân như vậy, là cái thứ thầy chùa đó là thứ thầy chùa gì? Bởi tôi chửi là tôi chửi, tôi chẳng sợ ai. Chửi vậy cho Phật tử nghe mà để biết, mà nếu mình gặp những hạng thầy chùa như vậy đó, mà mình chui đầu vô làm tín đồ đệ tử của nó là mình ngục giống nó luôn. Còn một ông thầy là phải mở rộng cái tất lòng. À, tụi con hay là Phật tử cứ đi học, nghe chỗ nào hay cứ tới đó mà học. Học đạo bởi vì mỗi thầy nó có một cái hay, mỗi thầy có cái pháp. Có nhiều chục ngồi Phật tử tới chùa xong chứ dù giữ Phật tử lại xong rồi bắt đầu nó xấu chùa thì khác nữa. Đó là cái dở, đó là cái, đó là phá hòa hợp, đó mới là cái tội phá pháp á, phá pháp đó. Còn tôi nói về chứ tôi không có phá pháp, tôi nói về để cho Phật tử họ mở mang cái đầu của họ ra, để họ thoải mái ra. Chứ còn thầy chùa vậy nó mới phá pháp, mà nó không nói nó phá pháp, mà nó tương tự nó nói như tôi về phá pháp. Vậy mà ông thấy ngày nay cái nhìn mặt mấy ông thầy chùa có ông nào nó hiện được cái tướng từ bi đâu. Nhìn cho si cùng, nhìn cho tặng á. Nhiều khi ông ngồi, mấy ông ngồi thế. Bởi vì nhiều khi tôi chính tôi nè, tôi đi đâu mà tôi thấy bị giờ kẹt, bây giờ mình cũng là thượng tạ rồi á. Cái mình ngồi hàng chơi quay phim mà tôi dòm mặt tôi giống chú ôm chú ngục vậy. Thì chính tôi nhìn tôi mắc cỡ nữa. Tôi nói tại sao lúc đó mình không cười nữa ta. Cho nên bây giờ mình tạ. Bởi vì thấy vậy nên bây giờ mình tập. Tập mình rộng mở cái tất lòng mình ra. Tại lúc đó tại vì tôi ngồi tôi thấy mấy ông thầy chùa ngồi bấm điện thoại. Ha, thấy cái cách nó kiểu cách cái tôi bắt ghét cái tự nhiên mình ghét cái tự nhiên mình hiện cái tướng nó khó coi không? Hôm bữa đi dự lễ về chùa Việt Nam cũng vậy đó. Và thấy ngồi đang đụng tụng kinh Địa Tạng cẩm tụng kinh lên đọc vậy nè. Bỏ điện thoại xuống ấp cái kinh xuống rồi. Anh thấy con nó không hài lòng lúc nào, trong khi đang tụng kinh cầu siêu cho người ta,
Nó tụng kinh là phải ốp điện thoại, tắt điện thoại thôi. Thì đó, những cái nói vậy đó, thì đó mình, nhưng mình cái mình thấy mình không đồng ý thì mình đừng làm. Nhớ vậy đó. Rồi thì bữa nay nội dung nó vậy thôi. Mình làm sao trụ trì thì phải có lòng khiêm cung để tiếp người dưới. Nó mà, nó giống như giờ mấy ông thầy mà sắp qua đó, thì bây giờ huynh đệ thầy trò cũng vậy, cũng phải khiêm cung mà tiếp người ta. Mà người ta ở với mình được á, thì tốt, người ta ở mình không được, người ta không có duyên chứ không sao, phải không? Nhưng mà đừng có nồ quá, ta sợ. Biết rằng giờ tôi giữ vai trò của tôi là vị thầy lớn, rồi mấy anh em tiếp nối công việc của tôi, nhưng mà đừng có nói quá, ta sợ. Cứ việc thảnh bình hẳn. Nhưng mà do mình trước, thế dụ giờ mấy anh em cứ khuya dậy tụng kinh thì người ta không phải dậy tụng kinh thôi. Tối tụng kinh hộ niệm họ tịnh độ thì ta vẫn tịnh độ thôi. Đó. Thì nó không gì hết, đừng quá coi như cái dây đờn, nhớ Đức Phật cái dây đờn mà cương quá đó, căng quá nó đứt. Mà nó dùng quá nó không kêu vậy thôi. Nó thì sẽ nhắc vậy đó để cho cố gắng mà để cho nó anh em huynh đệ dung hòa để mình làm cái trách nhiệm của mình đối với người trước dẫn dắt người sau. Tại con không có đệ tử thì con không biết cái người này nói cái chuyện đúng. Thì lúc nào thì bổn phận làm thầy, làm anh, làm người đi trước thì lúc nào cũng nhắc nhở vậy thôi. Mà cái gì mình làm được thì mình mừng. Còn nếu nhắc nhở mà cái gì mình chưa làm tròn thì mình nghe để mình tiếp tục vậy thôi. Chứ không có dư, phải không? Không dư, tại vì ông nhớ là cái người nhắc nhở không dư, bao giờ dư hết đó. Thôi tới đây mình nghỉ.